Hello mọi người, nhất là các em trai sinh năm 1980, tuổi canh thân. Đây là video clip anh thực hiện để chia sẻ với các em về tử vi của năm 2018 đối với tuổi của các em. Thì cũng như các cách của tuổi nữ thì tuổi canh thân bước sang một năm Mậu Tuất có những cái thay đổi riêng biệt. Một cái năm mà các em đang trải qua một cái năm 2017, năm Đinh Dậu có những cái việc mà nó không có suôn sẻ cho lắm. Không phải riêng của tuổi các em đâu, mà là tất cả các tuổi khác cũng bị như vậy. Thì năm Đinh Dậu là một năm khá dữ. Thì đầu tiên hết là phải nói rằng là tuổi canh thân là một trong những cái tuổi là gọi là có cái sự gọi là tinh quái tinh ranh của cái bản cái thiên mệnh của con khỉ, cho nên là các em ở tuổi này có cuộc sống gọi là khá nhàn thân ha. Cái đầu mình sử dụng nhiều để mình ứng biến, cho nên là tuy là mình có thể cảm thấy cô độc một tí xíu đó, nhưng mà mình vẫn có được cuộc sống gọi là nhẹ nhàng, không phải lo toan như quá nhiều như các cuộc sống khác. Và phải nói rằng đó là các tuổi của các em đó là rất dễ làm giàu ha, nhưng mà cũng rất dễ mất đi. Thì đầu tiên hết đó, thì chúng ta phải xét trên nội tại của các em nó như thế nào. Đầu tiên là mạng, thì như đã biết thì các em là mạng thạch lựu mộc, cái cây mà thạch lựu á, cây này cứng lắm nên là hơi cứng đầu. Gặp năm nay là năm Mậu Tuất 2018 là năm bình địa mộc, cho nên là mạng cùng hàng tốt cho bản mệnh, mọi điều cũng khá suôn sẻ. Tuy nhiên sao á, thì các em nắm sao thủy diệu, thì sao thủy diệu là cái sao dễ gặp chuyện buồn phiền ha, nhất là việc tang chế và người thân làm cho mình bị buồn phiền. Hạn thiên tinh thì gặp là rối rắm tranh chấp nhưng mà nhẹ. Vận niên thì thử quy điền, tức là chuột quay về đồng, tốt ha, chuột mà về đồng là cơm ăn no đủ ha, tốt. Thiên can á là canh gặp mậu là bình thường, nhưng mà ngũ hành của thiên can á là mậu thì thổ, mà chữ canh là kim, mà thổ thì sinh kim, có lợi, gọi là tương sinh nhập, có lợi. Canh gặp tuất là bình thường, nhưng mà tuất cũng là thổ, chúng ta thân á, là kim, như vậy là có lợi ha. Gia đạo thì sinh chuyện vui buồn, quên cho chuyện vui, nhất là cái việc mà con cái đó. Thiên tính của cái tuổi canh thân á, sinh năm 1980 năm mạng á, là như vậy. Các em á, là tuổi canh thân á, là người đa tài đa nghệ, rất là giỏi ứng biến trong cuộc sống, việc gì cũng học hỏi nhanh, nhưng á, là vốn dĩ á, là người thông minh, nhìn xa trông rộng, cho nên cứ nhìn tới phía trước không thiếu đi cái sự kiên trì, nên công việc thường là phải hay thay đổi ở cái giai đoạn này. Sự nghiệp có nhiều phần chao đảo, ý thức mà coi như là tự vươn lên á, cũng khá mạnh, muốn vung bời cái tự lợi hơn là chia sẻ với cái người cộng tác. Nên tức là đa phần tuổi canh thân thì khôn lõi cái điều đó thì tốt thôi, trong cuộc sống mà mình phải tính cái lợi cho mình trước chứ đâu có tính lợi cho ai được không. Vì vậy á, thường đó là bạn bè hợp tác á, chỉ ít thôi, công việc chỉ dựa vào sức mình là chính, cho nên đó là muốn có người cộng tác cũng khó, cho nên là việc mà quá lớn mà phải cần có người cộng tác thì người ta thấy mình khôn quá, người ta sợ, người ta không muốn cộng tác. Đôi lúc á, tự cho mình là quá khôn ngoan tài giỏi, muốn vươn cao hơn, muốn vươn cao hơn nữa, đã vạch ra những cái kế hoạch đó là coi như hơi ngoài tầm tay của mình, cho nên là không có đủ khả năng thực hiện, nửa đường bỏ cuộc, thất bại ê chề. Lại thêm á, là cái tuổi với mạng mình á, là tương khắc, mạng thì mạng mộc, tuổi thì là kim khắc mộc, cho nên là nó tương khắc. Cuộc sống thì không có hay gặp nhiều cái sự may mắn, tình duyên thì cũng khó cận hòa, cho nên cứ đổi thừa chữ canh thân là canh cô mồ quả, không phải vậy, là do cái bản tính của mình thôi, dẫn đến danh lộc thăng trầm, khó an cư nên kém phần lạc nghiệp, không có ổn định gia đạo thì cuộc sống ở bên ngoài nó sẽ rất khó. Người tuổi canh thân nếu như gia đạo ổn định
nam gia đạo ổn định, có sự trợ giúp của gia đạo của cái người mà phụ nữ ở bên bên mình thì rất là dễ thành công. Tại vì người phụ nữ thì họ thường là họ hay gói ghém, họ hay khuyên bảo mình là đừng quá mộng lung, đừng quá tự tin, thì như vậy thì chúng ta người các em mới có giữ được tiền ha. Nếu như mà các em mà sớm khắc phục được cái nhược điểm của bản thân thì với cái sự khôn ngoan mưu trí mà thiên phú cho mình, danh lộc sẽ rất là rõ ràng và danh thăng tiến, cả mà chỉ cần là 40 thôi ha, là các em đã có được cái sự nghiệp vững chắc. Còn nếu không mà các em mà cứ mà mông lung quá thì sẽ rất là bi quan, chán nản, muốn trốn đời của mình là cứ co lại gần lần lần vậy ha. Cái xong cái bản thân mình cảm thấy là mình bị cô đơn ở một cái thành phố hoặc là ở một cái chỗ đông người, tại vì mình không có ai hiểu được mình hết, mình toan tính nhiều quá thì nó sẽ đem ra khổ ha. Các em canh thân nam thì giỏi thì có giỏi, nhưng mà đừng ỷ vào tài mà quên đi cái đức của mình ở cuộc sống. Đôi khi trong cuộc sống là mình phải cho đi để mình nhận lại, chứ đừng có nghĩ rằng cứ tính có lợi cho mình là được hết. Ở đời nó không phải vậy đâu. Rồi, đối với cái năm 2018 thì là như sau. Sự nghiệp công danh của năm Mậu Tuất 2018 là các em như vậy, sao này, các em là gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng thì sẽ có nhiều chuyện buồn phiền, nhưng mà sao Thủy Diệu thì nên đi xa thì có tài lộc. Sao Thủy Diệu là thuộc hành thủy, đối với người mạng mộc là tương sinh, cho nên là cái việc chuyện buồn phiền không gây ảnh hưởng lớn, tại vì mình tương sinh mình mà. Trong cái khó khăn hay kia thì sẽ gặp được sự may mắn tốt đẹp, ngon ha. Dù sao có thao Thủy Diệu nhưng mà nó tương sinh cho mạng cho nên cũng đỡ. Hạn thì là thiên tinh, thì thiên tinh là có nhiều rối rắm tranh chấp, tai tiếng thị phi, có thể phải liên lụy đến công quyền, nhưng mà vận niên thử quy điền thì đây là một vận niên rất là tốt. Công việc làm ăn thì gặp môi trường thuận lợi, tài lộc dễ kiếm, làm ít hưởng được nhiều, cái đó là cái vận niên ha. Tuy nhiên về tứ trụ thì năm nay năm 2018 là thiên thuận địa hòa, công việc làm ăn có nhiều thuận lợi, mưu sự dễ thành, gia đình tình cảm tương đối bình an. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành để luận giải thì năm 2018 là can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trong trung vận là thái trụy, như vậy là hỏa sẽ rất là vượng. Đối với các em trai mạng mộc thì gặp năm hỏa vượng thì gọi là sinh xuất có phần bất lợi, đặc biệt vào các tháng mà hỏa vượng nhất là tháng 5 và tháng 6 âm lịch, đó tức là tháng 5, tháng 6 năm nay là hai tháng hỏa, cho nên là hỏa rất nhiều, mà mình hỏa rất nhiều có bao nhiêu cây đút vô nó cũng cháy hết ha, cho nên là cẩn thận. Các em trai nó không nên tính chuyện làm ăn lớn trong những cái tháng hỏa vượng và tháng xung. Công việc bình thường thì không có gì đáng ngại, sao hạn vận thế thì trung bình, được vận niên là khá tốt, dễ dàng trong mưu sự cầu danh lộc, và cuộc sống cũng được thoải mái, nên đừng có mà quá tham vọng, cứ theo cái công việc mà các em đã làm từ xưa giờ nề nếp thì dễ dàng đạt kết quả. Cho nên tuy nhiên là các em có cái hạn thiên tinh thì nó sẽ gây nhiều rối rắm, có tiểu nhân đồ này kia quấy phá cái công việc của chúng ta. Cẩn thận về cái mặt mà giấy tờ sổ sách, đừng có đưa vai gánh vác chuyện của người khác để gặp rối rắm với pháp luật. Đây là một năm có thể nói là chỉ trung bình thôi, nhưng mà không có quá nhiều cái thành tựu to lớn đâu ha, cho nên là đừng có mong cầu nhiều như vậy. Rồi, xét về mặt tử vi thì tiểu vận đi vào cung thân hành thổ, đối với các em trai cũng là trung bình thôi, cho nên là cần phải coi xem thử cái sao hạn bên trong cung tiểu vận có gì không. Thì đó là cung tiểu vận này có tuyệt nè, thiên hư, đại tiểu hao nhập cung, cuộc sống có nhiều điều không có như mong muốn, mưu sự thì khá khó khăn, tiền bạc có thể là đại tiểu hao nhập cung thì sẽ không có giữ được.
với Mã Tuyệt đồng cung, đừng nên di chuyển nhiều, đi lại cần phòng tránh tai nạn. Với Mã Tuyệt thiên mã đó, và Tuyệt mà đồng cung đó, thì nó làm cho chúng ta di chuyển nhiều không có lợi. Đi xa thì có tài, nhưng mà di chuyển nhiều thì bổn mạng không yên. Cung mệnh thì có tăng môn nè, địa trì, địa tán, thì những cái này thì rất là hay sinh rối rắm, bất an. Biết thuận theo thời thế sẽ tránh được việc không lành, tức là người mà của canh thân thì rất là giỏi lùng lách uốn éo ha, tức là gọi là thuận đời, thì người này rất là khôn, không sao. Nói chung là năm nay nó không thuận lắm, có các hung tinh sát tinh phát tán nhiều ở trong cung, đặc biệt với tiểu hao là ngộ tuyệt, nên cẩn thận về tài chính, đừng bỏ vốn đầu tư quá lớn, nhất là đừng hùng hạp làm ăn, dễ bị mắt trắng mà còn sinh nhiều tranh chấp kiện thương, vì hạn có điếu tuế ha, điếu tuế nhập hội nhập, cho nên là năm nay là không phải năm là để các em đầu tư lớn bất hợp là hùng hạp với ai đâu ha. Với tam hợp nè, mã ngộ khóc khách cũng có nhiều dịp may ha, được người giúp đỡ, tài lộc vẫn có lúc tăng trưởng rất là nhanh, cuộc sống cũng có thể gọi là có lúc rất là vui vẻ, những tháng thuận. Có mã lộc hỷ hợp chiếu thì tiền bạc sẽ đem lại niềm vui cho chúng ta rất là nhiều, chứ không phải là cái gì cũng xấu. Nhìn chung á, là các mặt từ sao hạn đến tử vi á, thì năm nay á, tốt xấu á, thì đang xen với nhau, nhưng vẫn có nhiều thuận lợi hơn cái năm 2017 mà các em vừa trải qua. Tuy sự nghiệp chưa vào thời kỳ hưng thịnh, nhưng tương đối thoải mái hơn. Tiền ra có thì cũng có đó, nhưng không có hết, không có có bằng tiền vào đâu cho số năm nay. Tuy nhiên không tránh khỏi rối rắm, nhất là quan hệ bằng hữu và hợp tác làm ăn, dễ sinh bất hòa. Nếu có quyền lợi chen vào, đừng dừng nào, có thể biến thành xung đột. Đặc biệt có nhiều cơ hội tốt, nếu biết tận dụng và biết dừng lại đúng lúc sẽ có lợi nhiều, thăng tiến và cả về danh lợi lẫn tài lộc. Một năm tương đối thoải mái an lành của các em trai, về mặt tử vi của mình. Theo như vậy thì mình có cảm thấy rằng là tổng quát của cái năm 2018 thì là ngoài cái việc chúng ta có cái bề ngoài là các sao mệnh không được tốt lắm, sao thủy diệu, thì bên trong chúng ta cũng có được cái hóa tinh, và những cái bên cạnh đó cũng có những cái hung tinh tạo cho chúng ta có những cái mà rất là khó chịu. Tuy nhiên đó là có cái tam hợp đó là quan phù bạch hổ thái tuế, nghĩa là các em có thể tự hào là các em là một cái trụ cột của gia đình, đem tiền về xây dựng nhà cửa khang trang, đấy là công việc của các em trong cái năm Mậu Tuất 2018. Phải nói rằng là nhìn chung là đây là một năm gọi là trung bình khá thôi, chứ không được khá, hơn trung bình một chút xíu ha, về mặt tài lộc cũng như là mọi điều khác. Rồi xem thử coi tình cảm và gia đạo của các em của trong năm Mậu Tuất nó sẽ ra sao. Thì năm 2018 danh tài thì khá ổn định, cuộc sống tình cảm cũng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. Nếu mà các em đã có gia đình thì với đường phù nè, long phượng hội nhập thì vợ chồng sẽ có nhiều cái điều hạnh phúc. Có thể là năm nay là năm thuận để các em có tôn tạo nhà cửa tốt đẹp hơn. Lại thêm có song hỷ nhập hạn, tình cảm vợ chồng tăng phần đầm ấm. Muốn có thêm cháu bé thì đây là một năm tốt. Sinh con mà như đã nói ở nữ, sinh con mà tuổi Tuất thì đứa trẻ thời tiền vận nó khá là hiếu thảo và trung thành, thuận hòa với cha mẹ. Nhưng mà ngược lại là khi mà nó đã vào cái trung vận thì nó sẽ tự lực của nó thôi, nó làm theo ý nó thôi ha. Nhưng mà đặc biệt hết là những người đứa con tuổi Tuất thì đa phần là rất là ok, dễ bảo,
cho nên là nếu muốn xin thì xin đi ha. À, còn quan hệ với các người mà khác phái á, thì nói chung là canh thân này thì cũng liếc ngang liếc dọc dữ lắm. À, người tụi canh thân như vậy á, nói canh cô mồ quả chứ không phải đâu, cũng liếc ngang liếc dọc dữ dằn lắm ha. Cho nên là cẩn thận lời nói, dễ gây hiểu lầm, với bằng hữu cũng dễ sinh bất hòa. Đối với mà các em trai mà còn độc thân á, năm nay với thủy diệu chiếu mạng á, thì tình cảm sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn là vui vẻ. À, cẩn trọng trong mối quan hệ lứa đôi. Nếu đã có người yêu á, thì năm nay á, nên cẩn thận giữ gìn hơn là vội lập gia đình. Tại vì á, là năm nay nó có thủy diệu mà sẽ dễ có cái chuyện gây gổ với gia đình lắm. Tuy không kiên kỵ gì về cưới hỏi, nhưng mà năm nay mà cưới thì nó cũng không có tốt lắm. À, cho nên là gọi là ví dụ như mà người ta nói thì nếu mà năm canh thân mà năm mậu tuất này cưới thì sức khỏe không được ổn định, đường con cái không dài chứ không có gì hết. À, như vậy là ngon lành ha. Về mặt sức khỏe thì năm nay can chi tương đối tốt, không có gì quan ngại đến sức khỏe, nhưng vào giữa năm hỏa rất là vượng ha. Mệnh của mình bị sinh xuất thì cần bảo vệ với các bệnh của bản thân cũng như tai nạn của mình. Tại vì năm nay hỏa rất vượng, mình mệnh mộc mà mộc sinh hỏa mà gặp hai cái tháng liên tiếp ở giữa năm là hai tháng hỏa nữa, thì hai tháng đó nó kinh khủng lắm, nó sinh xuất bản mệnh thì nó sẽ tạo ra cho mình rất là nhiều điều khó khăn, là bệnh hoạn và bổn mạng của mình nó yếu đi. À, như vậy là không sao, nhưng mà yếu thôi chứ mà bổn mạng của mình năm nay không có gì nguy nan đâu. À, năm mậu tuất không có gì nguy nan đâu, yên tâm ha. À, như vậy là đó là cơ bản tử vi của năm mậu tuất 2018 đối với tuổi canh thân nam mạng. À, một năm mà có thể nói rằng nhìn bề ngoài thì không tốt vì bị sao thủy diệu chiếu mạng, nhưng rất may cái sao thủy diệu này nó lại tương sinh với bộ mạng của chúng ta. À, tạo cho chúng ta thêm vượt qua cái khó khăn của sao thủy diệu một cách rất là nhẹ nhàng. Bên trong thì cũng có khá nhiều tinh quân tốt. À, bên cạnh những tinh quân xấu nhưng mà mình có khá nhiều tinh quân tốt chế hòa và hóa giải nó. Và chắc là các em đang ở trong cái đại hạn 10 năm. À, từ 33 tới 42 tuổi thì những năm này có nhiều biến động về tài lộc cũng như gia đạo và đặc biệt là cái đường mà sự nghiệp. Cho nên là các em cũng nên cẩn thận. Dù rằng chúng ta có thiên thời địa lợi đó, nhưng mà cũng phải cẩn thận cả cái đại hạn 10 năm. Chúng ta từ năm 42 tuổi trở đi mới là những cái người gọi là ổn định cuộc sống, đó là vào hết thời trung vận. Cho nên là các em cũng phải cẩn thận ha. Thì để mà phân tích rõ ràng hơn thì anh có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm cho các em, để các em biết rằng tháng nào mình xung, tháng nào mình nên cẩn thận cái gì, để cho mọi cái nó rõ ràng hơn, giúp cho các em có được cái nhận định tốt mà mình sẽ làm như thế nào để vượt qua tháng này mình tốt thì mình nên cẩn thận cái gì, tháng kia thì mình nên cẩn thận cái gì ha. Thì đầu tiên hết đó, là năm Mậu Tuất 2018 tháng Giêng, tức là tháng Giáp Dần. Tháng này là một tháng thủy. À, chúng ta được sao thủy diệu tương mạng, năm gặp tháng thủy sinh bản mệnh nữa, sinh mộc của chúng ta là bản mệnh được cương sinh, tháng rất là tốt. À, canh, cái chữ canh đó thì nó khắc giáp, chữ canh của chúng ta khắc chữ giáp. À, thiên can bị tương khắc xấu, rối rắm lo. À, dần thân tị hợi, dần thân là thuộc lục xung. À, mà lục xung là sao, mô tả sự đối chọi nhau, chống đối nhau. À, chúng ta được một tương sinh về bổn mệnh. À, tháng giêng chúng ta được tương sinh về bổn mệnh, tức là sau những cái tinh quân tốt được bổn mạng phát ấy hơn, thêm dầu vô lửa thì nó sẽ cháy lên tốt hơn. Tuy nhiên là sức khỏe có thể là ok, ngon lành, nhưng mà canh nó khắc giáp, dù rằng là chữ canh chúng ta khắc tháng, nhưng mà đó là công việc, thiên can nó ảnh hưởng nhiều đến công việc. Mà công việc mà như vậy nó bị tương khắc thì nó chắc chắn là cũng sẽ đem sự rối rắm và lo âu cho các em. Nhưng mà được một cái là tháng này là tháng ăn chơi, tháng gì là tháng ăn chơi đúng không? Còn công việc nó cũng không quá nhiều, cho nên là cái sự ảnh hưởng nó cũng không lớn đâu. Nhưng mà đặc biệt là địa chi, dần thân thì thuộc lục xung, mà địa chi thì lục xung nó ảnh hưởng đến gia đạo nhiều hơn. Tình cảm trong gia đạo sẽ có những cái sự rắc rối riêng. Có thể là nói là tháng này có thể là
tuổi thân của mình ăn chơi cũng hơi nhiều nhiều à, tháng giêng mà nhậu nhẹt nhiều một chút, cho nên là bà xã lầu bầu chửi bới hay là cái gì đó gây ra xung đột thì cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà các em nên nó biết rằng là mình ăn chơi chứ cũng lúc dừng cho đúng chỗ, chứ để mất công là ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân gia đạo cũng không tốt. Khởi đầu mà một năm mới đầu năm vô gây lộn với lại gia đạo thì đó là một cái điều cực kỳ không ổn định. Cho nên là tháng này các em cũng cần để ý là một chút về việc làm ha, và gia đạo là chính, chứ còn bổ mạng của chúng ta thì được tương sinh, mà bổ mạng được tương sinh thì nó sẽ đem theo nhiều điều tốt đẹp hơn ha. Rồi tháng thứ hai là tháng Ất Mão, tháng này cũng là một tháng thủy à, như vậy thì chúng ta vẫn được bổ mệnh tương sinh, bổ mệnh sức khỏe tốt ha. Còn trẻ mà nhậu nhiều cũng không sao đâu, hết tháng 1 rồi qua tháng 2 thì cũng hết nhậu rồi, bổ mạng được tốt hơn ha. Thiên can thì là Ất, cái chữ Ất của Ất Mão hợp với canh, nó thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chữ nghĩa à. Mão với thân á, thì tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc về nhau về địa chi à. Như vậy á, là thủy sinh mộc là bản mệnh được xung sinh rồi à, tháng 2 đối với chúng ta là bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, sao mạng ở chúng ta cũng sẽ được tương sinh tốt lên, thì chúng ta không phải lo lắng về cái sao thủy diệu rồi này kia nó ảnh hưởng chúng ta. Thiên can thì qua một cái tháng bị tương khắc thì chúng ta được vào một tháng ngũ hợp, mà tháng ngũ hợp thì nó sẽ sinh ra nhiều việc và tiền tài làm việc. Bản mệnh được tương sinh, thiên can được ngũ hợp thì quá tốt đúng không à. Như vậy là công việc của chúng ta bắt đầu vào tháng 2 thì nó chạy nhiều hơn, và hy vọng tháng này đã sinh ra tài lộc, mà đầu năm mà có tài lộc có tiền túi là êm rồi ha, khỏe ha các em ha. Mão với thân là tự chủ bình hòa, có thể tháng trên thì chúng ta có trục chặt tí xíu về gia đạo à, tháng sang này chúng ta sẽ đỡ hơn, giải quyết đỡ, bớt ăn chơi bớt nhậu nhẹt thì chắc vợ sẽ bớt lầu bầu à. Tuy nhiên á, cái chữ Mão là âm ngũ hành của Mão là mộc à, thân của chúng ta, cái tuổi thân của chúng ta là kim à, mà kim nó sẽ khắc mộc, cho nên là nghĩ rằng á, là à, chúng ta có gặp rắc rối ở gia đạo đi nữa một chút gì đó thì cái tuổi thân của chúng ta sẽ giải quyết được ha. Hy vọng là ở trên nó đem xuống một chút xíu chúng ta giải quyết so dịu được cái gia đạo, mà cái gia đạo ổn định như đã nói ở trên của thiên tính thì gia đạo càng ổn định thì các em sẽ càng phát triển về sự nghiệp. Năm nay tuy rằng nó sẽ có buồn về rối rắm về chuyện tình cảm, nhưng mà về việc làm ăn và tài lộc các em không có ảnh hưởng gì đâu ha. Rồi tháng kế tiếp là tháng Bính Thìn, tháng Thổ, tháng Ba Lịch à, tháng này á, thì bản mệnh chúng ta mộc khắc thổ à, bản mệnh khắc tháng đề phòng sức khỏe à, thiên can á, chữ Bính của tháng, Bính của Bính Thìn nó khắc canh, tương khắc bản mệnh bị tháng khắc, tương khắc cho nên là rối rắm phiền muộn trong công việc à. Tuy nhiên á, là địa chi của chúng ta thuộc nhóm tam hợp thân tí thìn à, sẽ đem sự may mắn hóa giải được cái nhiều điều xấu của nó, nó tam hợp hóa giải tam tai à. Như vậy là tháng này chúng ta bận bị tương khắc à, một khắc thổ thì có bị tháng khắc hay là chúng ta khắc đi nữa thì sức khỏe của chúng ta cũng phải có cần để ý. Mà như đã nói ở trên thì chúng ta gặp hạn cho nên là à, không có ngon lành lắm à, chúng ta gặp hạn thiên tinh bị tranh chấp rối rắm, cho nên là để ý một tí xíu ha. Thiên can á là Bính khắc canh à, rõ ràng là chúng ta bị bản mệnh tương khắc ha. Thiên can bị tháng khắc thì công việc với lại bổ mạng của chúng ta yếu đi, thì đã nói là tương khắc thì cái tinh quân tốt cũng sẽ bị hạn chế, mà hạn chế rồi thì nó không có hỗ trợ cho thiên can tốt, mà thiên can lại còn bị tương khắc nữa thì cho nên là tháng này có sẽ chủ sự rắc rối, có thể là sẽ bị kẻ xấu đâm sâu lưng hoặc bị gạo gì đó gây cho chúng ta buồn phiền, gây cho chúng ta bực bội trong bản thân, và công việc nó sẽ gây cho chúng ta có nhiều điều khó khăn hơn. Tuy nhiên chúng ta có địa chi tam hợp à, thân tí thìn, đây là một điều may mắn, nó có thể chế hóa được cái một phần những cái sự xấu cho mệnh và thiên can gây nên à, là anh hay nói là tam hợp hóa tam tai, thì tam hợp hóa giải được tam tai, hy vọng nó là một cái điều tốt đẹp và để làm cho cái tháng cũng này nhẹ nhàng hơn để chúng ta vượt qua ha. Rồi tới tháng tiếp theo là tháng Đinh Tỵ à, tháng này cũng là một tháng thổ thì bản mệnh cũng như tháng 3 chúng ta cũng sẽ bị tương khắc
can thiên can á, là đinh canh á, tự chủ bình hòa, không có gì xảy ra. Tỵ thân á, dần thân tỵ hợi, nó nếu như tính trên ấy thì nó vẫn là trong tứ hành xung. Tuy nhiên á, tỵ thân, thân tỵ thì tứ hành xung, nhưng mà nó không lại bị không lục xung. Rất là lạ ở chỗ này là tỵ thân lại là lục hợp ha, tam hợp xong đến lục hợp về địa chi, cho nên là chúng ta đã có được 2 tháng liên tiếp có sự ủng hộ của gia đình, một điều rất là tốt. À, thiên can á, thì cái chữ canh với lại chữ đinh á, là như vậy. Chữ đinh là hành hỏa, chữ canh là thuộc hành kim, cho nên á, là hỏa nó khắc kim. À, cho nên thiên can về mặt tử vi thì không có tương sinh, không có tương hợp. Tuy nhiên về mặt ngũ hành thì hai cái này là tương khắc, cho nên là cái sự khó khăn rối rắm ở công việc ở tháng 3 chuyển qua tháng 4 này anh nghĩ là vẫn còn, chứ không thể nào mà suôn sẻ được ha. 2 tháng nó liên tiếp ở tháng trên tương khắc, tháng này thì chúng ta nói là thiên can tự chủ bình hòa, không hình hành xung hại nhau, đó là về mặt tử vi. Còn về mặt ngũ hành thì nó là tương khắc, cho nên là anh nghĩ bên trong nó vẫn còn cái sự rối rắm, chứ không phải đến nào. Nhưng mà chúng ta có ra địa chi lục hợp thì hy vọng rằng giữa cái sự lục hợp về địa chi nó sẽ ảnh hưởng nhiều và hóa giải được tất cả những cái thiên can đem lại. À, tuy nhiên là tháng này chúng ta cũng vẫn là bị mệnh tương khắc mộc khắc thổ, cho nên là các em cũng cẩn thận về bổn mạng ha, sức khỏe đừng có để mà vì những cái rắc rối của công việc mà lao vào quá ảnh hưởng tới cái bổn mạng sức khỏe của chúng ta ha. Cho nên là hai cái tháng tháng 3 tháng 4 là bổn mạng là cái điều quan trọng nhất. Thiên can có sự rắc rối đi nữa thì chúng ta cũng có được tam hợp của địa chi và lục hợp của địa chi, có thể khống chế được ha. Rồi tiếp theo là tháng 5, tháng Mậu Ngọ, một tháng hỏa. À, như đã nói năm nay là năm hỏa vượng, gặp tháng này hỏa nữa, chúng ta bệnh mộc hỏa nhiều quá thì chúng ta gọi là sinh xuất bản mệnh. À, sức khỏe yếu kém, cẩn thận. Mậu với canh thì không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. À, ngọ với thân cũng vậy, tự chủ hòa bình không nhìn nhau về đời về địa chi. Như vậy là tháng này chúng ta gọi là, như đã nói ở trên cả năm thì chúng ta cần cẩn thận tháng này. Tại sao bản mệnh bị sinh xuất? À, anh nói vui là chúng ta khắc bản mệnh chúng ta khắc tháng nó đỡ hơn là bản mệnh bị sinh xuất như thế này. À, bản mệnh sinh xuất là chúng ta bị yếu đi về bổn mệnh, tức là sao hạn tốt của chúng ta bị che mờ. Mà sao hạn tốt bị che mờ thì rất dễ để những ông sao hạn sau cái tinh quân xấu ông phát huy tác dụng, mà phát huy tác dụng ông sẽ đè lên chúng ta. Cho nên là nếu như là các em thì anh sẽ không đầu tư, không để những cái chuyện lớn xảy ra trong tháng này. À, vì sao? À, tuy rằng á, là thiên can chữ mậu với chữ canh á, không xung không hợp nhau về mặt tử vi. Tuy nhiên chữ mậu thì thuộc thổ, à, chữ canh thì thuộc kim, thổ nó sinh kim đó, nhưng mà nó cũng lại không có lợi. À, tại sao không có lợi chứ ta? Vì chúng ta thấy địa chi á, là hỏa, ngọ là hỏa, thân là kim. À, cho nên hỏa nó khắc kim. À, bổn mệnh thì sinh xuất, địa chi thì bị tương khắc về nạp âm ngũ hành. À, rồi là thiên can thì không xung không hại, tự chủ bình hòa với nhau về tử vi. Cho nên là đây là một tháng mà theo anh thì nên cẩn thận tùy tất cả mọi thứ. À, có thể là gia đạo không có quá lớn, không xảy ra chuyện quá lớn, nhưng mà bổn mạng bị sinh xuất thì sức khỏe chúng ta yếu kém. Mà sức khỏe thì cũng biết rồi, chúng ta không có sức khỏe chúng ta không làm gì được hết ha. Cho nên là các em cẩn thận tháng này ha. Rồi tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, một tháng hỏa tiếp. À, bản mệnh của chúng ta bị sinh xuất không tốt. À, thiên can kỷ canh không xung không hợp, không trạng thái cân bằng tự chủ. À, mùi với thân cũng tự chủ bình hòa, không hình hại không xung khác nhau. Nhưng mà tại sao là thiên can và địa chi chúng ta không có gì hết mà chúng ta phải vẫn phải cẩn thận dù cả năm đã nói? Thì vì như đã nói là bổn mạng để sinh xuất thì tinh quân trong người của chúng ta, tinh quân tốt trong người chúng ta nó bị yếu đi, và tinh quân xấu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên chuyện đó. Chúng ta có đà la kiếp sát, có đại hao tiểu hao, và đây là những tinh quân xấu. Và nếu như mà những tinh quân xấu này nó phát huy tác dụng, có đại hao tiểu hao thì chắc chắn sẽ ra tiền. À, cho nên là phải cẩn thận. Nếu như các em có tiền thì đầu tháng 5 là anh sẽ ra tiền, anh ra mua cục vàng hay mua gì đó, coi như là mình đã ra tiền trong tháng 5, tháng 6. À, coi như mẹo mà. À, một cách chữa mẹo là tôi đã ra tiền rồi,
ha, đem cái đó về cất, coi như mình không biết, coi như sáng đầu năm để giữ tiền mình bằng cách như vậy. Chứ bổn mạng về sinh xuất mà tinh quân có, tinh quân xấu có đại hao tiểu hao thì chắc chắn sẽ tốn tiền. Mà nhiều khi nó tốn tiền những chuyện vô rất là vô ích, cho nên là chúng ta phải giữ tiền. Bản mệnh ha, còn cái kỷ thiên can địa chi của tháng này sẽ không ok, cũng ok, không có chuyện gì xảy ra. Như vậy trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với người tuổi Canh Thân, nam mạng sinh năm 1980. Nó có nhiều điều tốt bên cạnh những cái điều xấu, và điều xấu đó được thể hiện ở đâu và những tháng nào như thế nào thì anh đã chia sẻ. Thì hy vọng rằng nó là một cái thông tin hữu ích để các em ứng dụng vào cuộc sống của mình và đem đến tài lộc cho các em cũng như gia đạo, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên ha. Mình đi trong đêm tối mù mịt thì mình không có biết được, nhưng mà hy vọng đây là anh vẽ ra con đường, chỗ này là cái ổ gà, chỗ kia có cái khúc cua, thì nó sẽ giúp các em là giảm tốc độ ở đầu nạp và tăng tốc độ ở đầu thẳng để chúng ta có được cái tiền tài danh lộc tốt ha, có nhà lầu xe hơi như mong muốn. Hy vọng rằng với những điều đó thì các em thật sự có được cái 6 tháng đầu năm thành công tốt đẹp. Nếu như ai cảm thấy video hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người khác cùng biết. Ai chưa đăng ký kênh Năm Ba Tử Vi thì nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để chờ đón những video clip về tử vi các tuổi khác cho năm Mậu Tuất 2018 để mà ứng dụng ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.